Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bạn con bot Beer Money Company Android. Con nhận đồng Beer bạn nha, B-E-E-R. Bạn đợi một tí. Đây, đây là giao diện bot, nó start ở này. Đó, thì đây là bạn vừa làm nhiệm vụ tổng cộng Android là 300.000 đồng cốc Beer Token. Xem mình sẽ dịch cái loại ra nhé, cho nó rõ. Rồi là phải được mít trên CoinMarketCap bạn nhé. Tổng giải thưởng là 300.000 đồng Beer, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 25 đồng Beer, mỗi lần giới thiệu là sẽ được 10 đồng Beer để niêm yết trên CoinMarketCap. Ok, sẽ kiểm tra đây đồng Beer này, trị giá của nó là 0,02, 10 đồng Beer 0,2 đô này, đang tăng 86%, đã được mít sàn rồi nha. Mít trên Whitebit này, Coinbit này, Pindap này, A Token này. Làm nhiều cũng nhận đâu, không cho. Còn nhiều này, sẽ nhận cấp trả này. K, D, C, C, Group này. Làm những nhiệm vụ được bạn nha. Ở Twitter này, like, comment, post này. Bài ghi của nó nhé, thứ hai này, web tin này, comment và mốt này, rồi ok và roi chân n này nha, đã roi rồi. Đây cũng live web tin Android. Ok, cái này có nó không, mình sẽ tìm ra cái nào nó không hiện rõ ra đây. Rồi ok, mình sẽ chia sẻ một bài đi. Tất nhiên cái này ngay rồi, ok nha. Rồi mình submit này, group tham gia rồi này, group cách này, ngày xong rồi điền tên Twitter của mình nha. Để đi download à, nó bắt phải download phí bạn nha. Xem nó đăng phí nào, nhiều quá. Một tí nhá, mình sẽ cài đặt cái ví này. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ đây, mình sẽ download cái này về. Rồi ok, mình đã lập xong cái ví rồi nhá. Đây thì bạn vào giao diện chính như thế này, bạn vào grid import đấy, grid import này, nó sẽ mình sẽ là vào cái giao diện tạo ví. À, mình tạo xong rồi thì bạn chỉ cần nhập cái tên đăng nhập là 1, rồi bạn nhập 2 là mật khẩu đó, nhớ là có ký tự hoa thường và ký đặc biệt nhé. Sau đó bạn nó sẽ cho bạn một cái cây đấy, cái cây đấy bạn chỉ lưu lại để khi này sau này khôi phục ví. Rồi sau đó bạn sẽ vào trang bạn vào cái phần 3 chấm ở trên đây, bạn sổ xuống bạn sẽ thấy cái phần phần cực cao cơ. Đây, các bạn trong này nó sẽ hiện ra một cái địa chỉ ví.
Đó thì bạn sẽ copy cái địa chỉ ví và giao diện địa chỉ ví sẽ như nào nhá. Đây, NAUHI này, sạc này. Đó là bạn gửi đi. Rồi cái này bạn ấn done nữa. Rồi vậy là xong rồi. Đây bạn kiểm tra sắc đi. Đây được 25 sucker này. Đấy, đồng token bia đấy. Cảm ơn các bạn.